Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trai Đồng Văn Trời đất quỷ thần thiên địa ơi tới công chuyện rồi anh chị ơi Em vừa mới nghe Giang Hồ Đồn Một cái thông tin khá là nóng Giang Hồ Đồn là mẹ con của cô Sáu Cùng với là cái nhóm của thằng Khứa Hai à đang gọi như là tập trung lại với nhau để à, chuẩn bị à, đi tố à, đi thưa gì à, con gái của ông năm à, với một số những cái anh chị ca à, hát chung đó à, đi tố à, là ca hát nhép có tổ chức gì đó à, thì mình mới nghe cái thông tin đồn như vậy à, cũng không biết là có là chính xác hay là không nhưng mà bên phía là những cái hội nhóm mà binh dực À, cho là mẹ con bà sáu cũng như là vợ chồng của thằng hai thì sáng giờ thấy là lên bài cũng khá là nhiều để đáp trả lại cái vấn đề là cái đêm diễn thảm họa hát quên lời hát nhép hát trật nghiệp của thằng cửa hai thì à, em nghĩ rằng là tụi nó chỉ là phao ra cái tin đồn nhảm thôi để mọi người chuyển hướng qua bên con gái của ông năm mà quên đi cái chuyện của thằng cưới hai thôi chứ nói thẳng ra thì à, à, con gái của bà sáu à, thậm chí là mẹ con của bà sáu thì cũng không có ngu dại gì mà trong cái thời điểm này à, lại dính vào thêm cái sự việc ồn ào tại vì sao à, tại vì là tới cái thời điểm này thì mẹ con bà sáu hầu như là dướng vào rất là nhiều những cái vụ thư kiện nào là cái vụ đất đai thì chưa xong mà dính thêm cái vụ là hợp đồng hình ảnh nữa thì mẹ con bà Sáu không có dại dột gì, à, mà gọi như là lao đầu vào cái vụ việc không liên quan tới mình mặc dù là mẹ con của bà Sáu không ưa gì con gái của ông Năm à, nhưng mà cái à, vấn đề mà cái chuyện mà à, đi nộp đơn để à, thưa con gái của ông Năm hát nhép là em nghĩ là không có rồi à, em nghĩ là cái tụi bên kia à, nó nói xạo định hù con gái của ông Năm thôi à định hù thôi chứ mẹ con bà sáu em nghĩ rằng không có khả năng để làm cái chuyện đó mà bây giờ á mà nếu cho rằng là có đi chăng nữa à thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả mình chẳng có gì phải sợ cả tại vì cái vấn đề thì hát ghép mà chính bằng chính cái giọng của mình á thì em cũng đã chia sẻ với anh chị là cái chuyện đó là bình thường cái đó là được phép à lúc trước thì không cho nha lúc đó lúc trước là bị phạt nhưng mà sau này thì đã được thông qua rồi à, nhưng mà chúng ta cũng hạn chế không để hát nhép à, mà em đã chia sẻ rồi là con gái của ông năm thì không phải là ca sĩ à, cho nên mà cho dù có một hai lần hát nhép cũng là bình thường thôi cho tụi bay đó tập thách tụi bay có có thể là đi thưa đi kiện gì đó thì à, nếu như là đủ bản lĩnh à, thì cứ việc làm à, mà em nghĩ rằng là tụi nó cũng mở không đâu à, tụi nó là chỉ À, hù thôi hù thôi tại vì ngày hôm nay là nó cắt kép lại cái lời nói của con gái ông năm đó con gái ông năm cũng nói là ừ có cái vấn đề là em không có biết hát cải lương thì em hát em thu lại như vậy để em hát để không có ảnh hưởng cái chương trình mà cứ nhắc tới nhắc lui nó hoài đó vậy nó lôi vô nó nói là ừ là do là chú tính bài đồ này cái cái nọ nó nó bình luận vậy nè nó nói vậy nè ai ai ủng hộ yêu thương em mà bóp họng bắt em ca cổ vậy công chúa hay em đang ám chỉ tại chú Tấn bắt em hát bây giờ bài hát cho ổng cho ổng sáng tác chứ em không muốn hát không được ca cổ thì đứng có làm màu rồi dùng hình thức đó lừa gạt khán giả họ mua vé bằng tiền chứ đâu phải lá chuối lá mít mà dù họ yêu thương mù quáng bỏ qua cho em em cũng nên biết đạo đức lễ giáo mà đừng sống trái với lối sống của ba nuôi mình chứ em nhờ bại lộ chiêu trò lên Chống chế các kiểu em hát nhạc mặc dầu dở nhưng chịu khó nghe dẫn đâu có ai nói Mắt gì khoe mẻ cho giống ghen con nhà nồi Nồi này chắc nồi da sáu thịt Nếu như một buổi giao lưu không bán vé không hát cạnh ca sĩ nghệ sĩ nào khác Thì em tụng kinh gõ mỏ sám hối cũng không ai thèm chỉ trích em đâu Sai mà giả nai Biết em khờ thật nha Mà khờ ông khôn đó phía sau đều có dấu răng em quặng sâu vào ạ à. thì đó là tụi nó ngày hôm nay nó quay sang nó tấn công à, con gái của ông năm để bỏ quên đi cái vấn đề của thằng cửa hai đó thì cái bài này tụi nó viết như thế nào thì mình nghĩ rằng là tụi nó nên viết để dành tặng lại à, cho thằng cửa hai thì đúng hơn à. bỏ tiền bán vé à là thứ hai nó bán vé gấp gọi như là gấp 10 lần à, con gái của nằm quán năm bán vé bầu người ta bán vé cũng không nằm bán phụ cái lần thứ hai nó bán vé mắc gấp 10 lần hai triệu rưỡi một vé đó từ vô đó ca cái gì à, hát cái gì à, múa cái cái gì ở trong đó hả à, đúng không à, đây là cái lừa gạt khán giả còn dữ dội hơn là con gái của con năm. người ta biết được người ta thừa sức biết là con gái của ông năm à, không phải là ca sĩ nó hát À, không thể nào hay bằng ca sĩ hay bằng con nhà nồi được nhưng mà người ta vẫn yêu thương còn á một số những người mà họ tự xưng là ca sĩ à, nghệ sĩ thậm chí họ có danh hiệu à, con nhà nồi thậm chí còn làm giám khảo trong chương một cái chương trình nữa đó mà ca hát chẳng ra hồn ra dí gì mà lại không có người nào lên tiếng mà lại đi binh vực cái cổ xí thì tôi thấy là cái vấn đề này cần phải à, lên án rồi tại vì những cái tiếng nói này là không phải là tiếng nói công tâm mà những cái tiếng nói này là thấy người ta ai nói ghét người nào thì nó sẽ vùi dập người đó à, cho nên là bây giờ mà nếu như mà mẹ con bà sáu á, mà đi thư đi kiện thì tôi thấy là hơi mắc cười à. À, hơi hơi mắc cười à. tại vì cái vấn đề này nó chẳng liên quan tới mẹ con bà sáu mà liên quan tới thằng hai tự nhiên mẹ con bà sáu đâm đầu đi kiện con gái ông năm để làm gì à, để cho thằng hai được sao? tôi nghĩ là nếu mà kiện đó à, thì phải thư đi kiện thứ hai này luôn thấy không thưa là phải thưa cho đều kiện phải kiện cho đều mẹ con bà sáu bây giờ nói thẳng với anh chị à, nói chung á, là không được bình thường đầu óc thì không được bình thường ai suối cái gì thì cũng làm ai suối cái gì thì cũng chửi người ta kêu chửi cũng chửi người ta kêu làm gì cũng làm nhưng mà họ không có nhìn ra được là cái sự việc nó đúng hay là không phải không À, nhưng mà em nói với anh chị là cái thông tin rồi nó bị ra là mẹ con mời sáu đi kiện con gái ông năm vụ hát nhép là không có đâu không bao giờ có ha và có thì cũng chả sao nói thẳng là như vậy có chỉ có lần thứ hai thì mới có sao tại vì con gái ông năm là không phải là ca sĩ không phải là nghệ sĩ không có làm trong giới showbiz không có làm nghệ thuật ha. cho nên là bây giờ không có gì thì nó cũng vẫn bình thường thôi. có sự cố gì nó cũng vẫn bình thường còn những người người ta làm nghệ thuật ca sĩ nghệ sĩ à, thậm chí là có cả cái danh liệu đó nhưng mà nếu mà dướng tới vấn đề ồn ào lùm xùm thì chắc chắn là những người đó sẽ gặp bất lợi còn con gái ông năm là chỉ giao lưu vui vẻ với khán giả thôi à vẫn bình thường ha. người ta gọi như là ca không được thì người ta sẽ từ từ người ta mài chũa, người ta trao dồi à, để sau này người ta là hoàn thiện hơn hay hơn chứ không phải là À, mình được mang cái danh nghệ sĩ mình được cái danh hiệu này kia rồi mình buông lỏng à, để cứ cuối cùng mình lên thể hiện mình còn thua những người ca ngoài hội chợ thì cái đó mới là kỳ à, và thậm chí có những người mang danh con nhà nồi nghệ sĩ lớn à, nhưng họ cũng không có đất diễn họ cũng chỉ suốt ngày là ở nhà lên trim bán hàng rồi lên chửi bới khán giả mà thôi đó thì những người đó suốt đời họ cũng sẽ chẳng làm được nên cái thực sự gì À, cho nên thì thay vì soi so người khác thì họ nên tự xem lại cái bản thân của họ trước tối ngày á nói thẳng với anh chị toàn là những người giới thiệu mình là nghệ sĩ lớn à, mình là con nhà nồi à, nói nghiệp nói ngôi à, có giải có hạn à, mà mình không đi so sánh với là những cái người mà sao hạng a hạng ơ độ bên ngoài hoặc là thế giới mà tối ngày mình cứ đè một cái cái cái, cái à, đứa mà nó chưa có ca hát à, trong nghề nó chưa có gọi như là cứng cáp mà đè những cái đứa mới nhú mà ra để mình đi so sánh với nó thì chẳng khác nào mình cũng đồng trang phải lứa mình thuộc cái hạng vứt đi yeah. mình mình phải so sánh với người cao hơn chứ mình đi so sánh với với con gái con năm làm gì trong khi là À, con gái của ông năm thì người ta không có nhận mình là ca sĩ không có nhận mình là nghệ sĩ không nhận là con nhà nồi không nhận là à, người ta không có nhận mình là hát hay à, không nhận mình đạt giải nghiệp mà mấy anh chị những người mà nói nghiệp nó ngô đoạt giải mà tối ngày cứ đi sân si đi đố kỵ à, với là 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 một cái con bé là không phải là nghề ca sĩ là làm gì vậy hả à, để làm như chi suốt ngày là mình chỉ biết coi như là nhìn xuống vậy thôi hả mình không biết nhìn lên mình tối ngày mình chỉ đi so kè với mấy cái người vậy mình chẳng khác nào là mình cái dạng mà cái như cù bắp hãy nói là dạng cù bắp đó ha như cỡ tôi mà ví dụ như tôi như thứ hai là tôi phải đi so sánh với mấy người khác kể cả là con gái bà xã tôi so sánh với người khác sau đó ngày cứ, cứ tập trung vô con gái con năm làm gì tại vì mình không có bằng người ta nên mình đố kỵ mình mới đi ghen tức đó thiệt luôn á mang danh là nghệ sĩ lớn mang danh là con nhà nào nó nghiệp nó ngôi chứ nó thật bán vé người hâm mộ người đi xem á còn thua con gái có năm xa nhiều lắm à, cho nên là à, mấy anh chị cũng nên là tu tâm dưỡng tính lại đi Hiểu không à, trao dồi lại á để làm sao cho khán giả là người ta yêu thương mình kìa ha à, chứ để gọi như là khán giả đó À, người ta ghét mình người ta không đi coi, cho dù mình có ca hay cỡ nào mình có trà đĩa à, kéo âm thanh hay cỡ nào thì cũng cũng chỉ là như vậy mà thôi à, có một số anh chị lo lắng cho con gái ông nằm nó không biết có sao không có gì đâu anh chị vẫn bình thường không có gì cả ha à, anh chị cứ yên tâm đi à, để coi là cái tụi này nó sẽ làm được cái gì như vậy, sớm giờ mẹ con bà sáu lên la làng chửi với mấy anh em vậy chứ nói thẳng bên chị giáp mặt bà không dám làm gì hết trơn giáp mặt thì bà cũng chỉ Ừ, cô này kia này ừ, cô nói cho các con nghe rồi này kia nào đó rồi vài bữa cái cũng khóc nữa bà sáu là vậy đó vài bữa lên là sẽ khóc à, đụng chuyện là bắt đầu là sẽ khóc lóc mét ừ anh ơi tụi nói vậy này kia cái, cái nọ ừ, chỉ cần em một giọt nước mắt là 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 anh sẽ bảo vệ em bây giờ tụi nó chửi em này. vậy đó chứ bảo không dám làm đâu lên gặp tụi kia trên mộ rồi cũng gọi như là con con ngọt ngọt à chứ không có gì đâu mà mấy anh em mới chảnh nên cũng cẩn thận coi chừng à, bà sáu bà lên thì né bà đi à, thật sự là quay bà để làm gì thiệt luôn á bà sáu bà lên né bà để... đừng thèm quay à, bà có chữa gì đó ừ, quay luôn hả à, quay còn bà lên là đừng có lợi ừ cô sáu cô sáu mới lên nè đừng khỏi quay bà ừ, lên là phóng thẳng vào câu chuyện ừ hôm bữa là cô hẹn gặp các anh em đây đối mặt gì đó nói chuyện trực tiếp với bà chứ đừng có tiếp đón bà này kia mất công lắm. nghe, à, thì à, à, hôm nay á thì à, có một số những cái thông tin là liên quan đến vấn đề của anh Hề nữa. Thì, à, đến giờ phút này thì anh Hề vẫn chưa có à, lên tiếng để xin lỗi à, vợ chồng của à, anh Tý. Mặc dù á à, là hai người cũng đã có làm việc rồi và đã ký vào cái biên bản mà cam kết thì hai bên sẽ có những cái lời À, xin lỗi à, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại này à, anh hề vẫn chứng nào thật nấy ngựa quen đường cũ à, vẫn gọi như là xem thường pháp lực à, khi mà về nhà thì anh hề lúc nào cũng nói mình rằng là thượng tôn pháp luật tôi là thượng tôn pháp luật nhưng mà à, những cái gì mà anh hề đã ký trong biên bản thì dường như là anh đã quên rồi và khi về thì ảnh vẫn tiếp tục lên bài để tấn công lên bài để nói xấu người này vu khống, bịa đặt cho người kia đủ thứ các kiểu à, thì mình thấy rằng là anh hề này là xài không được rồi. À, tại vì cái lý do là mọi người biết là đã lên đồn làm việc rồi và hai bên đã kết bạn Zalo qua lại với nhau à, và bên phía là của vợ chồng anh Tý thì người ta đã có cái trách nhiệm là người ta cung cấp những cái video clip mà anh hề đã chửi bới vợ chồng người ta xúc phạm người ta. À rồi thậm chí là xúc phạm cha mẹ của người ta cho anh hề anh nghe thì anh hề nghe xong trong cái phần nào mà sai thì anh phải làm cái clip để xin lỗi về cái phần đó à, và anh hề cũng có cái nhiệm là gửi những cái clip mà vợ chồng của anh tý đã chửi anh như thế nào phải đúng là chửi anh hay không gửi qua để cho vợ chồng của anh tý nghe À, nếu như mà có chửi anh thì người ta sẽ xin lỗi nhưng mà theo như cái thông tin em nắm thì tới thời điểm hiện tại bây giờ anh hề vẫn chưa có gửi được bất cứ một cái clip nào mà anh hề cho rằng là bị xúc phạm bị sỉ nhục à, nhưng mà bên phía vợ chồng anh tý thì đã gửi cho anh hề rất là nhiều thậm chí là gửi tại đoàn công an à, nhưng mà anh hề thì vẫn gọi như là chứng nào tật đó vẫn lì lợm à, không có chịu là thực hiện về cái lời à, cam kết của mình À, nhưng mà về nhà thì lúc nào cũng mở miệng là tôi thượng tôn pháp lực thì tôi khuyên anh hề một cái, cái, cái lời khuyên chân thành là nên dừng lại à, đừng có lúng vào cái vết xe đổ nữa à, thật sự là nếu như mà anh còn muốn là có một cái đất diễn à, ở việt nam à, anh còn muốn bà con yêu thương à, còn kiếm được một cái chút cơm thừa canh cặn thì anh nên tém tém lại à, chứ nếu không thì tôi nói là chừng vài chục người người ta đồng loạt à, gửi đơn lên sở văn hóa thể thao và du lịch. À, đó là quản lý bên mấy cái phần mà như là ca hát, đầu giao lưu rồi đó. Thì anh hết đất diễn, hết đất sống anh này, tôi nói thiệt luôn á. À, còn cái chuyện mà anh phát ngôn, mà, chửi bới này kia nọ thì bên, bên phía sở thông tin và truyền thông nó có nhiều vấn đề lắm. À, những cái quy tắc ứng xử của những người nổi tiếng trên không gian mạng thì đã có rồi. Thì tôi khuyên anh là anh nên thực hiện và nên kiềm chế ha à, tại vì những cái gì mà anh hiện tại làm bây giờ là sai càng thêm sai chứ không có đúng đã lên anh cam kết là anh hứa không có đấu tố qua lại không có chửi nhau nữa xin lỗi và dừng lại hết câu chuyện mà anh vẫn về anh viết bài vợ chồng chuột này cái, cái, nọ đủ thứ các kiểu mà anh lúc nào anh cũng dỗ ngược sưng tên anh nói là anh thượng tôn pháp lực thì tôi thấy anh không biết là tôi anh, anh thượng tôn pháp lực ở chỗ nào nữa à nó thiệt luôn á anh nên xem lại cái cách sống của mình đi Nghe anh thầy, đây là một vài lời mà tôi gửi đến anh hề hôm nay là không thấy lên ôm con khỉ nữa à, tôi đã nói rồi tôi sẽ không bỏ qua cho cái vấn đề anh ôm ấp mấy con khỉ mà tôi không biết lại có giấy tờ của chi cục kiểm lâm cấp phép để mà nuôi nhốt à, động vật hoang dã hay không là cái thứ nhất à, cái thứ hai là những cái phát ngôn của anh chửi bới người này lăng mạ người kia trên mạng à, anh mang danh là một nghệ sĩ sắp tới tôi nghe nói là anh còn sắp mở cái show giao lưu nữa à, thì cái vấn đề này bà con nên nữa như là um, có một cái biện pháp ha để xem xét coi là anh này có được phép là, là, là mở cái giao lưu hay là không qua những cái việc làm mà gần đây của anh này à, bằng cách là chúng ta gửi đơn trực tiếp lên sở văn hóa thể thao và du lịch gửi trực tiếp những cái clip mà ông này chửi bới cha mẹ của anh Tý với rồi vợ chồng của chú Linh Tâm rồi đó gửi trực tiếp để ở những cái nơi đó người ta xem xét có cấp phép để cho ông này là có thể giao lưu được hay không à, toàn là chửi bới người ta không mà đi giao lưu cái gì à, phải như tôi anh chửi tôi là youtube dơ thì đúng tôi youtube dơ cho nên tôi không có dám giao lưu với ai hết à, còn anh mang danh là nghệ sĩ mà nên chửi người ta kiểu đó anh xúc phạm về cái chuyện đời tư quá khứ người ta mặc dù là anh không biết cái đó là đúng hay sai bao nhiêu phần trăm anh nói là sự thật ha à, mà anh dám lên đó anh nói mang danh là một nghệ sĩ sức ảnh hưởng của anh có hơn tôi chứ đó Và bây giờ anh không chịu xin lỗi anh vẫn chứng nào thật nấy thì cái giá anh phải trả rất lớn rồi thì đó là một số những cái thông tin mà trong cái video này thì em cũng chia sẻ gửi đến cho anh chị cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha rồi em cũng xin tạm dừng hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.